Dạo gần đây, dư luận có tranh luận về cách hành xử giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường thông qua hai trường hợp sau. Thứ nhất là vụ phụ huynh bị tố bị ép ký đơn không cho con thi lớp 10. Vậy xin phép sư chỉ dạy chúng con về vai trò, bổn phận, trách nhiệm giữa người thầy, người trò và bậc làm cha mẹ nên như thế nào trên tinh thần những lời dạy của Thế Tôn. Thưa với quý vị đó, chúng ta đang sống ở trong một xã hội chú trọng thành tích hơn là hiệu quả. Nó dẫn đến một cái căn bệnh thành tích. Nó không phải là bây giờ mới có mà đã có từ rất lâu rồi. Cái vấn đề là nó đã tồn tại lâu như vậy, ai cũng thấy có vấn đề, nhưng mà vẫn chưa có gì thay đổi. Hồi xưa đó, cái thời mà sư còn học cấp 2, cách đây cỡ khoảng năm 2000, thì bạn của sư là một cái đứa, có những đứa bạn của sư trong cái lớp 9, năm lớp 9, có những đứa bạn là thuộc học sinh trung bình yếu. Cái khả năng của nó đó là nó thi nó học cũng rất kém, thì cô giáo chủ nhiệm á, hồi xưa mới đưa ra tụi nó có hai cái khuynh hướng. Một á là đi học trường nghề đi, hai á là đi học cấp 3. Nhưng mà đó, cô giáo chủ nhiệm á, biết thừa biết là với cái sức học của tụi nó đó là không có học nổi cấp 3 đâu. Thi thì đậu đó, thi tốt nghiệp là chắc chắn, nhắm cái khả năng thi tốt nghiệp đậu rất là cao, cũng không có lo lắm cái chuyện nó có đậu hay không. Nhưng cái mà cô giáo chủ nhiệm quan tâm đó, là nó lên cấp 3 rồi nó có học nổi chương trình cấp 3 hay không, đó mới là chuyện quan trọng. Rồi tới hồi nó học không nổi chương trình cấp 3 đó, nó nghỉ học thì nó cũng không có được bằng cấp 3. Đó mới là cái mà cần quan tâm. Cho nên mới có cái sự đề nghị là đi học trường nghề. Tại vì học trường nghề đó thì có cái bằng nghề cũng có bằng cấp 3 tương đương với bằng phổ thông. Nhưng mà những đứa bạn thì nó vẫn thi cấp 3 và rồi nó vẫn đậu. Nhưng mà rồi đó, sau khi mà vào cấp 3 đó thì tụi nó học không nổi. Đặc biệt á, là nếu lỡ rớt một năm là nó lại càng tệ. Tại vì á, cái năm sang một năm á, năm sau á, qua cái năm của sư là bắt đầu vô chương trình cải cách giáo dục. Với ai chưa biết chương trình cải cách giáo dục là gì đó, thì cái thời điểm của sư á, là 10, gọi là 10 năm nha, 10 năm những cái lớp, những cái lứa mà học trước á, sách giáo khoa vẫn như cũ. Tức là đàn anh học xong rồi truyền lại sách vở cho đàn em vẫn học lại được, không cần phải mua sách mới, dẫn đến cái chuyện là tốn tiền như bây giờ. Tức là vẫn có thể dùng lại sách cũ. Nhưng mà đó, bây giờ là sau khi nếu mà rớt một năm đó, là qua chương trình đổi mới, là sách giáo khoa đổi liên tục và tụi nó sẽ càng bị sốc nữa. Nó dẫn đến cái chuyện là tụi nó học không nổi, rồi nghỉ học, rồi dẫn đến cái chuyện là nghề thì không có mà cái bằng phổ thông cũng không có. Khi họp lớp, cô giáo chủ nhiệm mới rất lấy làm tiếc là biết như vậy hồi xưa nên tích cực khuyên tụi nó hơn cái chuyện là nên xem xét đi học trường nghề. Chứ còn để tụi nó thi cấp 3, vào cấp 3 như vậy rồi học không nổi, uổng. Đó là những cái lời khuyên dựa trên tình thương, chứ không phải là dựa trên thành tích. Sư đọc cái vấn đề mà không cho con thi lớp 10 của rất nhiều những cái ý kiến trái chiều.
Nhưng mà quý vị quên một chuyện. Nếu như thành tích cấp 2 á, tương đối kém, lên cấp 3 có nhắm học nổi hay không? Cho dù thi tốt nghiệp được vào trường cấp 3, học nổi hay không lại là một vấn đề khác. Rồi khi mà học không nổi như vậy đó, cái bằng phổ thông làm sao mà lấy? Cái đó phải suy xét. Chứ còn bản thân cái chuyện mà đậu vào trường cấp 3 nó chưa là cái gì đâu. Người ta lấy bằng phổ thông còn chưa là gì mà. Đi vào trường đại học còn chưa là gì mà. Mà mình coi cái chuyện vô trường cấp 3 công lập đó, nó là một cái nó ghê gớm. Sư hiểu, tại vì sư đã trải qua cái giai đoạn đó rồi. Cái vấn đề là chúng ta phải xem xét cái tính khả thi, cái sức học của con em của mình. Sư cũng có một đứa em. Khi mà nó vào trường cấp 3 đó, nó học không nổi. Nhưng mà sau khi mà nó nghỉ học, gọi là bị rớt một năm, rồi cũng chịu không nổi cái áp lực của chương trình học cấp 3 đó, thì mới đi đến một cái quyết định là học bổ túc văn hóa, là trường giáo dục thường xuyên, để cái chương trình học nhẹ hơn. Và nếu như ai thắc mắc cái khả năng học của sư, thì sư là thuộc cái tớp học sinh khá giỏi. Và ở cái năm cuối cấp 3 đó, chính xác là năm 10, 11, 12 nha. Trước khi vào lớp 12 là sư đã xác định cái chương trình học và sau phổ thông. Cho nên là thay vì là lên cấp lên 12, bạn bè nó lo, nó tranh thủ, nó thi ôn thi đại học, thì sư rất là khỏe bởi vì có trường để vào. Có trường để vào và được xét tuyển thẳng. Nhưng mà thôi, cái đó là chuyện của sư. Cái vấn đề là em của sư khi mà học và bổ túc văn hóa đó, thì lại học rất là được. Và sau đó đó thi đại học và vẫn vào được đại học. Và bây giờ là một chuẩn bị ra làm một cái chuyên viên tư vấn tâm lý. Đấy. Nói như vậy để quý vị thấy đó, bản thân chương trình giáo dục của chúng ta nó còn tồn tại những khuyết điểm. Nó đặt nặng một vài mặt, ví dụ như toán, lý, hóa, hoặc sinh, sử, địa. Nhưng có nhiều mặt á, giáo dục của chúng ta chưa coi trọng về những mặt khác để nó gọi là hoàn thiện đầy đủ. Và cái chương trình học rất là nhồi nhét học sinh. Nó dẫn đến những cái bạn á, có năng khiếu về một cái mặt nào đó không được phát huy, mà bắt phải phát huy cái năng khiếu trái nghề, trái ngành, trái tay. Nó giống như cái chuyện là bắt con cá mà thi leo cây, rồi bắt con khỉ thì bơi, thì cái đó là cái chuyện rất là nghịch lý. Sư lấy ví dụ như bạn của sư giỏi, rất là giỏi hội họa, nhưng mà môi trường cấp 2, cấp 3 đâu có đào tạo, chương trình phổ thông không có chuyên về mặt đó. Rồi và sau này nó tốn rất là nhiều thời gian để học và bên kinh tế, nhưng mà rồi thì cũng quay trở lại hội họa. Nhưng nếu như nó đã được đào tạo về hội họa từ trước á, thì nó sẽ tiến xa hơn rất là nhiều. Cái vấn đề ở đây là gì? Chúng ta không nhìn thấy được cái khả năng của con em mình. Mỗi người đều có một cái kỹ năng. Sư lấy ví dụ như bản thân sư. Nếu như mà sư phát hiện sớm á, cái khả năng diễn thuyết, cái khả năng nói chuyện, khả năng thuyết phục người khác, có lẽ là cái nghề của sư nó sẽ rẻ qua một hướng khác. Đấy. Và chỉ khi nào sư xuất gia thì sư mới phát hiện là mình có khả năng trình bày một vấn đề, có khả năng làm cho người ta hiểu một vấn đề, có khả năng thuyết phục người khác cái vấn đề mà mình đã hiểu. Những cái đó phổ thông họ không hề dạy. Cho nên chúng ta, thứ nhất là chúng ta phải coi là cái khả năng chính xác của con em mình tới đâu. Chứ còn đừng có vì cái chuyện là thi lên lớp 10 hay không thi lên lớp 10 mà mình bức xúc. Bản thân chuyện nó không quan trọng bằng cái chuyện á, cái khả năng của con em mình là mạnh về mặt gì để mình phát triển cho nó. Sau này nó có đi làm được hay không, có nghề ngỗng được hay không, có nuôi sống được gia đình hay không là nhờ vào đó. Chứ không có lý gì á, cho nó lên học đại học, lấy cái bằng đại học rồi nó đi lái xe công nghệ cũng như không.
Và nói về phương diện về thầy cô thì chúng ta nên có trách nhiệm và công tâm thay vì chỉ chạy theo thành tích. Mà bệnh thành tích bây giờ ở trong giáo dục là một căn bệnh nó rất là nghiêm trọng rồi, chứ không phải là bình thường, mà không biết chừng nào mới sửa thôi. Còn nếu như quý vị hỏi sư về cái vấn đề nghiệp quả thì sư nói như thế này: cẩn thận nghiệp và quả của nghiệp. Khi chúng ta nói một điều gì đó, chúng ta đều sẽ tạo ra nghiệp. Đặc biệt á, là những lời nói đó ảnh hưởng đến tương lai của một con người. Cái thành tích của chúng ta nó chỉ đơn giản nằm trên những con số. Giỏi lắm á, thì lương bổng tăng lên một tí xíu. Giỏi lắm á, thì được tăng chức, tăng lương. Nhưng mà chúng ta có bao giờ nghĩ đến cái lời nói của mình sẽ ảnh hưởng đến tương lai của một con người? Chúng ta nên tập thái độ chịu trách nhiệm. Phải nói là chúng ta quá quen với cái chuyện sống không có trách nhiệm. Cụ thể là gì? Lời mình nói ra không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Mình luôn luôn chạy theo cảm xúc, không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Và rồi nó dẫn đến cái chuyện là mình nói ra như vậy, những cái câu nói quyết định tương lai của một người, mình có suy xét kỹ hay không, mình có chịu trách nhiệm hay không. Đây mới là cái quan trọng. Vào thời Đức Phật có một vị tên là Chunda Banthakka. Ngài rất là giỏi, ngài chứng A-la-hán, tam minh lục thông tứ tuệ phân tích. Với ai chưa hiểu thì khả năng của ngài. Một vấn đề của Phật giáo, Phật pháp nha, ngài có thể nói 3 ngày 3 đêm không hết chuyện. Ngài có thể nhìn bất kỳ một vấn đề gì và ngài mượn vấn đề đó để nói về Phật pháp 3 ngày 3 đêm không hết chuyện. Ngài có thể thông thuộc bất kỳ một loại ngôn ngữ nào không có chướng ngại. Và không ai có thể bắt bẻ ngài trong tất cả các cuộc tranh luận. Và ngoài ra đó, ngài còn có năng lực thần thông. Có thể đi mây về gió, biến một thân ra nhiều thân. Mình gọi là phân thân. Ngài rất là giỏi. Nhưng ngài không thể nhớ nổi một bài kệ 4 câu. Quý vị có tin nổi. Giỏi tới mức độ đó. Nhìn cái gì cũng có thể nói về Phật pháp. Nha. Một vấn đề Phật pháp có thể nói 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn không thể nhớ nổi một bài kệ 4 câu. Vì sao? Vì năm xưa ở cái kiếp trước, ngài từng là một vị Tam Tạng pháp sư, và ngài thấy một vị sư già học kinh hoài không thuộc. Ngài buông cái lời chê. Và chính vì lời nói của ngài, vị sư già đó mắc cỡ và không học kinh nữa. Chính bởi vì cái nghiệp như vậy thôi đó mà sanh ra là ngài bị kém trí nhớ, ngài không nhớ nổi. Thông minh thì cũng thông minh nhưng nhớ thì không nhớ nổi cái gì hết. Thành ra đó, khi mà mình nói một lời nói quyết định tương lai của một người, mà mình đem cái tương lai một người mình đẩy họ vào trong cái con đường tăm tối, thì trong những kiếp vị lai mình cũng sẽ chỉ có một con đường tối. Thì giả sử chúng ta con của thủ tướng đi, hoặc thôi nói cái chức vụ cụ thể phiền lắm. Con của một vị gọi là có gốc có rễ hơi bị to, đi học ở cái ngôi trường của chúng ta nhưng mình không biết gì hết. Tới hồi á mà mình tư vấn, mình ép nó không có cho thi lớp 10. Tới hồi sự kiện nó vỡ lở ra đó, cha chú những cái gốc cây đa cây đề ngó xuống dưới mình nhắm cái tương lai của mình nó mờ mịt.
Rồi nếu mình biết như vậy mình có dám đề nghị, cái nghiệp và quả của nghiệp nó còn nghiêm trọng hơn như vậy rất là nhiều. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Sư có một lời khuyên, nên công tâm. Nếu như mà mình nhắm cái sức học của một bạn đó, nhắm học không nổi, thì mình có thể mình tư vấn, có thể thi đậu đó, có thể thi đậu, nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ, bởi vì cái chương trình cấp 3 nó sẽ khó hơn rất là nhiều chương trình cấp 2, mà chương trình cấp 2 á, nó đã khó như thế này rồi, học không nổi rồi, lên cấp 3 liệu thi đậu rồi có tiếp tục học nổi hay là không, cái đó phải cân nhắc kỹ. Cho nên có thể đưa ra hai hướng, một á, là học bổ túc. Học bổ túc á, nếu như học tốt thì vẫn có khả năng thi đại học, không vấn đề gì hết. Hai á, là đi học nghề. Nhưng mà lại thêm một vấn đề nữa là tâm lý của phụ huynh của chúng ta đó, coi thường bổ túc văn hóa và coi thường những cái trường nghề, thì đó lại là một vấn đề khác nữa. Cho nên sư nói đi nói lại hoài, hãy coi trọng cái khả năng, cái hiệu quả hơn là coi trọng thành tích. Thời nay đó xin thưa, một anh tiến sĩ vẫn có thể lái xe công nghệ. Sư không coi thường các bạn lái xe công nghệ, mà sư muốn nói ở đây rằng một anh tiến sĩ hoàn toàn có thể thất nghiệp và làm bất kỳ một công việc gì để có cái bỏ vào bụng nha. Một anh có cái bằng kỹ sư hoàn toàn có thể thất nghiệp, nhưng mà một anh có cái nghề ngon lành, đúng tay nghề, có thể nuôi sống cả gia đình. Cho nên điều quan trọng là mình nên chú trọng cái khả năng hơn là mình chú trọng cái hình thức nhé.